chi phí để mà nuôi từ 5-7 cặp chồn thì chúng ta cũng chỉ đầu tư gọi là cải tạo lại thì theo tôi nghĩ thì nó chỉ rơi vào khoảng 10 triệu. Khởi nghiệp nuôi chuồn mốc cần bao nhiêu tiền? Đây là câu hỏi mà những người đang có ý định nuôi chuồn mốc rất quan tâm. Theo chú Nguyễn Thanh Bình, ở Hợp tác xã Chăn nuôi và Nhân giống Bảo tồn Động vật, có địa chỉ tại xóm Bình Long, xã Vô Chanh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Chăn nuôi chuồn mốc cần chuẩn bị những hạng mục như làm chuồng trại, mua chuồn giống, chuẩn bị nguồn thức ăn. Cụ thể các hạng mục này cần chi phí bao nhiêu thì chú Bình sẽ chia sẻ chi tiết trong video này. Quý bà con nào muốn tham quan trực tiếp mô hình hay giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, hãy liên hệ qua số điện thoại đang hiển thị trên góc phải màn hình. Bên cạnh chăn nuôi con chuồn mốc, hợp tác xã của chú Bình còn chăn nuôi và cung cấp con giống các loài động vật hoang dã khác như rúi má đảo Thái Lan, rúi mốc đại Trung Quốc và con giòn. Khi cung cấp giống ra, hợp tác xã đều bảo hành về sức khỏe con giống lên tới 10 ngày, bảo hành sinh sản trong 2 năm đầu tiên và ký hợp đồng bao tiêu đầu ra lên tới 10 năm. Kính thưa bà con, thưa quý vị khán giả, tôi tên là Vũ Thanh Bình, đang công tác tại Hợp tác xã Nhân giống và Bảo tồn Động vật Thái Nguyên. Hôm nay tôi cũng chia sẻ bà con mới gọi là khởi nghiệp về đầu tư về con chồn cầy vòi mốc, gọi là chúng tôi gọi là con cầy, thì gọi là vừa là cầy vừa là chồn. Chồn mốc là giống chồn có cơ thể to lớn nhất trong các loài chồn đang được chăn nuôi hiện nay, khi xuất bán thương phẩm nặng từ 6 đến 8 kg trên con, giá bán thương phẩm gần tương đương với các giống chồn khác, hiện đang ở mức là 2 triệu đồng trên 1 kg, nên cho hiệu quả kinh tế rất cao. Đặc biệt, chuồn mốc chống chịu tốt với khí hậu mùa đông ở miền Bắc nước ta. Về chi phí làm chuồng trại, chú Bình cho biết, nếu bà con có chuồng trại cũ thì nên tận dụng lại để chăn nuôi chồn, như vậy sẽ mất ít chi phí hơn. Còn xây mới thì bà con cần tính toán sao cho đủ diện tích chuồng cho chăn nuôi trong tương lai. Ví dụ hiện tại chỉ đầu tư 5 cặp chuồn thôi, nhưng cần làm chuồng đủ cho từ 20 đến 25 cặp chồn. Với 25 cặp chồn này, cần diện tích chuồng khoảng 20 m². Chú Bình ước tính chi phí làm 20 m² chuồng mới sẽ dao động từ 15 đến 18 triệu đồng. Với những chúng ta đều là mình chăn nuôi đều là người nông dân thì thứ nhất thì cách làm chuồng trại tốt nhất là chúng ta đã có những cái chuồng gà, chuồng vịt, chuồng lợn mà chúng ta cải tạo đầu tư thì nó sẽ được nó sẽ chi phí được ít hơn. Thì với cái chi phí để mà nuôi từ 5-7 cặp chồn thì chúng ta cũng chỉ đầu tư gọi là cải tạo lại thì theo tôi nghĩ thì nó chỉ rơi vào khoảng 10 triệu. Còn nếu mà chúng ta không có cái chuồng trại mà được mình tận dụng ấy, mà xây chuồng trại mới thì với 5-7 đôi chồn này thì nó chỉ chi phí được khoảng rơi vào khoảng 15 cho đến 18 triệu cho toàn bộ cái nô cày đó. Đó là có cái diện tích rất chi là thoải mái rồi. Còn lại thứ hai nữa là khi là cái làm chuồng trại này thì tôi cũng khuyên bà con nên làm được càng rộng càng tốt, cũng phải tối thiểu được rộng 80 vuông, 80 cao 80 chẳng hạn. Còn nếu bà con có điều kiện rộng rãi và làm to làm rộng hơn thì nó con cầy nó sẽ khỏe mạnh và nó mượt mà hơn. Thứ hai là chi phí mua chuồn mốc giống. Như bên chú Bình có 3 loại chuồn giống cho bà con lựa chọn, giá bán dao động từ 15 đến 30 triệu đồng trên cặp. Để được báo giá chuẩn nhất tại từng thời điểm, quý vị hãy liên hệ theo số điện thoại đang hiển thị trên góc phải màn hình hoặc đến trực tiếp trại để tìm hiểu cụ thể. Ngoài cơ sở 1 ở Thái Nguyên, hợp tác xã còn 2 cơ sở ở các tỉnh thành khác nữa. Cụ thể có cơ sở 2 ở xóm 2, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cơ sở 3 ở thôn Quyết Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Bắc, tỉnh Đắk Lắk. Với cái con giống cầy vòi mốc ở tại hiện tại hợp tác xã chúng tôi hiện tại đang cung cấp ra thị trường với 3 mức độ khác nhau về con giống. Thứ nhất là cái con giống chúng tôi gọi là con giống nhỏ, nó rơi vào khoảng 6 tháng tuổi. Thì với con giống đó thì chúng tôi đang cung cấp ra thị trường với cái giá là khoảng 15 đến 18 triệu. Nhưng với ở trang trại chúng tôi thì toàn bộ những cái con giống từ bé như thế chúng tôi cung cấp ra nhưng cũng đã đầy đủ vaccine cho con giống rồi. Khi chúng tôi đã đầy đủ vaccine thì chúng tôi mới xuất cho bà con chăn nuôi. Và cái con giống thứ hai nữa là chúng tôi gọi là cái con giống hậu bị. Hậu bị thì tức là hậu bị nó như nào? Hậu bị thì nó sẽ rơi vào khoảng trọng lượng nó rơi vào khoảng là
3 cân, trên dưới 3 cân một con. Hiện tại chúng tôi đang cung cấp ra thị trường với giá là khoảng 22 đến 25 triệu. Đó là con giống 1-2 tháng nó sẽ gọi là lên giống để sinh sản. Thì với cái con giống hậu bị thì cái sức khỏe của nó thì nó quá đảm bảo rồi. Vaccine rồi là sức khỏe rồi là sức đề kháng nó rất là tốt, rất là cao. Còn lại thứ ba chúng tôi đang cung cấp ra thị trường là dòng bố mẹ. Thì cái dòng bố mẹ của chúng tôi thì nó là nó đã đạt tới 11-12 tháng tuổi và trọng lượng của nó đã rơi vào là khoảng 4-5 cân một con. Thì cái dòng giống đó thì bà con chỉ mang về là ghép đôi và chờ lên giống thôi. Thì cái giá thành với cái con giống đó thì cũng tôi vừa nói thì nó rất là hợp lý. Cái giá thành nó chỉ rơi vào khoảng là 30 triệu một cặp. Thì bà con quý khán giả có thể là mang về chúng ta ghép đôi để chờ con giống nó nên giống và sinh sản mang lại lợi nhuận cho bà con ngay tức khắc chứ không phải chờ đợi lâu nữa. Thứ ba là chi phí mua thức ăn cho chuồn mốc. Chuồn mốc ăn chủ yếu là các loại hoa quả có vị ngọt như chuối, đu đủ, thanh long, mít, ổi và cháo cá, cháo thịt các loại. Nguồn thức ăn này rất dễ kiếm và rẻ tiền. Vậy một con chuồn mốc trung bình sẽ cần bao nhiêu tiền để mua thức ăn trong một tháng? Chúng ta cùng theo dõi chú Bình chia sẻ sau đây. Với cái con cầy này thì là nó ăn, thứ nhất nó là ăn hoa quả ngọt. Thứ hai thì chiều chúng ta có thể là nấu ra cháo gạo, cháo ngô, cháo thịt, cháo cá cho nó ăn. Chi phí về một con cầy cũng chỉ rơi tất tần tật cả gọi là công xá nọ kia thứ vào thì nó sẽ rơi vào mất độ khoảng 100.000 đồng trên một con, trên một tháng. Trên đây bà con đã biết các loại chi phí cần có khi chăn nuôi chuồn mốc. Nhìn chung chi phí mua chuồn giống và làm chuồng trại chỉ mất lúc ban đầu khởi nghiệp, còn chi phí thức ăn là chi phí biến động nhưng lại là chi phí rất thấp, nên đây là yếu tố nuôi chuồn mốc cho lợi nhuận cao. Để giúp quý bà con thành công nhất trong chăn nuôi loài động vật hoang dã này, chú Bình chia sẻ kinh nghiệm chọn chuồng giống đạt chuẩn, mời bà con cùng theo dõi. Thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ thêm những cái kinh nghiệm cho bà con được nó được tốt hơn nữa. Đó là thứ nhất là khi chúng ta chọn con giống thì chúng ta không nên lấy những cái bố mẹ đẻ rồi. Khi lấy những con bố mẹ đẻ rồi thì gọi là nó sẽ có nhiều cái hình thức mà có thể người khác người ta là không thật thà, người ta sẽ chuyển giao cho các bạn. Nào là những con đẻ rồi là cắn con này, những con đẻ rồi là hết nứa, nó già. Khi chúng ta mua vào những cái dòng đó thì nó sẽ gây cái thiệt hại cho chúng ta và mang lại những cái không mong muốn cho bà con. Chúng tôi xuất ra dòng bố mẹ thì nó phải là cái dòng phải là con tơ, tức là đang chuẩn bị nên giống thì nó mới là non tơ, nó mới là đạt cái chuẩn của nó. Còn lại với cái cày của chúng tôi thì đây các bác nhìn thì đều là đã có những cái giấy gọi là ghi ngày tháng tiêm vaccine cho từng con, đảm bảo gọi là con giống nó khỏe mạnh và nó đã được phòng bệnh, chữa bệnh, phòng bệnh tốt. Đó là những cái con giống nó khỏe mạnh và khi bà con lấy về thì nó mình không phải suy nghĩ ở cái gọi là phòng bệnh nó như thế nào nữa. Với những chia sẻ của chú Bình trên đây, đồnglâm.net tin rằng sẽ hữu ích cho bà con. Quý bà con nào muốn quan tâm đến giống vật nuôi này thì hãy đến một trong các cơ sở chăn nuôi của chú Bình để tìm hiểu. Số điện thoại liên hệ là số đang hiển thị trên góc phải màn hình. Cơ sở 1 ở xóm Bình Long, xã Vô Chanh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Cơ sở 2 ở xóm 2, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Cơ sở 3 ở thôn Quyết Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Park, tỉnh Đắk Lắk. Tôi cũng đã chia sẻ cho bà con tất cả mọi các vấn đề mà bà con đang quan tâm. Bà con và quý vị muốn quan tâm và muốn gọi là đến thực tiễn để được chúng tôi được chia sẻ gọi là chi tiết và chu đáo hơn thì các bạn hãy đến với chúng tôi là thứ nhất cơ sở 1 tại là hợp tác xã nhân giống và bảo tồn động vật tại xóm Bình Long, xã Vô Chanh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Cơ sở 2 của chúng tôi là tại thôn 2, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Và cơ sở 3 là ở Krông Park, tỉnh Đắk Lắk. Liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại để được tư vấn nhiều hơn và được chia sẻ nhiều hơn cho quý vị.